Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em trong khóa học ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn ngữ văn của trang web olm.vn Trong video trước, chúng mình đã cùng nhau thực hành phần đọc hiểu và làm văn nghị luận xã hội. Trong một đề thi, bài thi nghị luận văn học chiếm số điểm cao nhất. Để lấy trọn được 4 điểm ở bài văn này, chúng mình cần phải nắm vững những kiến thức và kỹ năng vì ở những dạng đề được cho ra mỗi năm cũng rất phong phú. Ở video này cô và các bạn sẽ cùng nhau tiếp tục thực hành phần nghị luận văn học, cụ thể là đề số 1. Hãy cùng cô quan sát lại đề bài nhé. Trước hết, chúng mình cần xác định được trong ba đoạn trích sẽ lựa chọn một đoạn để phân tích. Như ở video trước cô đã hướng dẫn, chúng ta cần lựa chọn một đoạn trích để nêu cảm nhận. Bên cạnh đó, có thể chọn một trong hai đoạn còn lại để liên hệ, so sánh. Ở video này, cô sẽ hướng dẫn đến các bạn cảm nhận về lời dạng dò trong đoạn trích của tác phẩm Chiếc lược Nga. Đầu tiên, ở phần mở bài, chúng ta cần phải giới thiệu được tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận. Cô có những gợi ý sau, các bạn có thể trình bày và diễn đạt thành một mở bài của riêng mình nhé. Nguyễn Quang Sáng là cây đại thụ của văn học Nam Bộ, với các tác phẩm đầy hơi thở bình dị và chân chất, nhưng hào sản phóng khoáng của người dân miền Nam. Từng là một chiến sĩ, ông cũng rất thấu cảm với những câu chuyện của người lính mà nhân vật ông Sáu trong tác phẩm Chiếc lược ngà của ông là một minh chứng. Nhà văn khai thác câu chuyện về tình cảm gia đình cảm động, đặc biệt là tình phụ tử giữa ông Sáu và bé Thu. Trong đó, khoảnh khắc gây xúc động nhất đó là lời dặn dò của bé Thu với cha về chuyện mua cho cây lược. Sau bao nhiêu năm xa cách, cảm nhận được tình thương của cha đã khiến người đọc nhận ra được nhiều giá trị trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể khai thác từ hoàn cảnh lịch sử khi tác giả sáng tác nên tác phẩm là lúc đất nước đang chiến tranh loạn lạc. Chính hoàn cảnh đó đã tạo nên sự chia cách giữa ông Sáu và bé Thu. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, tình phụ tử được thể hiện chân thật, sâu nặng nhất. Và lời dặn dò của bé Thu chính là khoảnh khắc xúc động khiến người đọc nhận ra được nhiều giá trị trong cuộc sống. Kế tiếp là phần thân bài. Đoạn đầu tiên không thể thiếu ở thân bài là khái quát. Đối với phần phân tích mình đã lựa chọn, các bạn cần phải nêu được hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, xuất xứ và tất nhiên chúng mình phải tóm tắt lại cốt truyện để dẫn dắt đến lời dặn dò của bé Thu muốn cha mua cho cây lược. Tiếp đến là phần phân tích cảm nhận về lời dặn dò của con với cha. Trước khi đi vào những ý chính, còn có trong đoạn trích, hãy cùng cô quan sát lại đoạn trích mà đề đã đưa ra nhé theo bạn dòng nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa lời dặn dò của bé thu sau những ngày nghỉ phép với những cố gắng nỗ lực để được ở bên cạnh con ông sáu gần như tuyệt vọng khi không nhận được tình yêu thương của đứa con gái bé bỏng không chỉ vậy cô bé còn xa lánh dè biểu người cha của mình trong buổi chia tay ông sáu đành buông xuôi trong đau khổ tạm biệt con ra đi ông ngần ngại e dè không dám ôm hôn con vì sợ nó dậy lên lại bỏ chạy người cha ra đi mà lòng còn chưa yên buồn bã vì tình cha con còn chưa gắn kết nhưng như một phép màu bé thu cất tiếng gọi ba rồi nhào tới ôm hôn ông thánh thiết không có gì hạnh phúc hơn ngoài khoảnh khắc ấy mọi khung bậc cảm xúc từ bất ngờ ngạc nhiên sung sướng hạnh phúc cảm động nghẹn ngào đều được thể hiện rõ qua hành động và cách ứng xử của ông. Ai có thể ngờ người lính dày dặn nơi chiến trường, quen sống trong mưa bom, bão đạn, nguy hiểm cận kề lại rơi nước mắt. Sự lưu luyến vỡ oa của bé Thu có nguyên nhân của nó. Trong đêm bỏ về nhà ngoại, Thu đã được bà giải thích về vết thẹo làm thay đổi khuôn mặt ba nó. Sự nghi ngờ bấy lâu nay vì vậy được giải tỏa và có cảm giác em đã ân hận khi thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Vì thế, trong lúc này, tình yêu và niềm quyến luyến người cha bùng lên thật mạnh mẽ và cuốn quýt, trong đó có cả sự hối hận. Và từ giây phút ấy, cây lược ngà là kỹ vật gắn kết tình cảm cha con. Ông xấu ra đi với lời hứa, ba về, ba mua cho con một cây lược, nghe ba. Thu hiểu được người cha phải đi chiến đấu, phải rời xa con, và vẫn mong một mối liên kết một hy vọng nào đó cho ngày cha trở về với tình huống rất éo le nhưng độc đáo cốt truyện mang nhiều yếu tố bất ngờ tác giả đã khắc họa nhân vật sinh động với diễn biến tâm lý tinh tế ngôn ngữ tự nhiên giản dị đậm đà bản sắc nam bộ qua đó nhà văn đã giúp cho ta hiểu thêm về những mất mát to lớn của nhân dân ta thời chiến tranh qua việc ca ngợi tình cảm cha con thấm thiết sâu nặng càng thiêng liêng cao đẹp hơn trong những cảnh ngộ khó khăn. Đến với phần liên hệ, cô sẽ cùng các bạn tìm hiểu về lời dặn của bà trong bài thơ Bếp Lửa của Ban Việt. Ở phần liên hệ này, chúng mình sẽ không xa đà vào việc phân tích nội dung nghệ thuật của cả đoạn thơ mà các bạn cần phải khái quát lên được giá trị của lời dặn. Có thể thấy, trong đoạn thơ, hình ảnh của bà hiện lên với những phẩm chất cao quý, như bình tĩnh, vững lòng, vượt qua mọi thử thách của chiến tranh, làm trọn nhiệm vụ hậu phương, bà có thể xem là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Lời dặn trực tiếp của bà khi cháu viết thư cho bố không chỉ giúp người đọc hình dung được giọng nói, tiếng nói, tình cảm và suy nghĩ của bà, mà còn làm sáng lên phẩm chất của bà, người mẹ Việt Nam yêu nước, đầy lòng hy sinh, kiên trì nhóm lửa, giữ lửa đoạn thơ thể hiện da diết tình cảm xúc động bồi hồi lời dặn dò mang nhiều ý nghĩa bà là hình ảnh điển hình cho tất cả những người mẹ việt nam anh hùng kiên cường bất khuất vậy theo các bạn đâu không phải là điểm tương đồng về nội dung của hai đoạn trích trên Có thể thấy, cả hai đoạn trích đều có hoàn cảnh tương đối giống nhau khi bối cảnh cùng là giai đoạn đất nước đối mặt với chiến tranh ác liệt. Chính hoàn cảnh ấy đã khiến lời dặn trở nên ý nghĩa. Cả hai đoạn trích đều nhắc đến tình cảm gia đình, lời nhắc nhở đều mang hàm ý sâu xa và bộc lộ được tính cách phẩm chất của từng nhân vật. Bàn về sự khác nhau thì có thể thấy, lời dặn trong đoạn trích của tác phẩm Chiếc lược Nga là niềm hy vọng tha thiết được gặp lại cha của bé Thu. Trong khi đó, lời dặn trong bếp lửa của bà lại truyền cho cháu những phẩm chất cao quý. Bên cạnh đó, còn thể hiện niềm hy vọng chiến thắng, hy vọng những đứa con hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong phần thân bài với những phần chứng minh, phân tích, liên hệ so sánh, bàn luận Cuối cùng là phần kết bài. Ở phần này, chúng mình cần khẳng định lại tài năng của tác giả, tình huống truyện độc đáo dẫn đến khẳng định ý nghĩa của lời giận trong chiếc lược ngà và không thể thiếu là phần liên hệ bản thân. Có những gợi ý như sau, các bạn có thể viết thành phần kết bài cho riêng mình nhé. Nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn đã từng cho rằng, tình cha con cũng giao dạt, già, muôn đời bất diệt trong lòng đứa con. Tình người thi liên ấy không kẻ thù nào có thể tiêu diệt được. Trái lại, nó càng sáng đẹp hơn, bền bỉ hơn. Chiếc lược ngà là một bức tranh đầy xúc động về tình cảm phụ tử trong chiến tranh. Trong khói lửa của cuộc chiến tranh gian khổ ấy, tình cảm cha con giữa ông Sáu và bé Thu vẫn hiện lên thật đẹp đẽ. Ánh lên giữa bức tranh là những giây phút cảm động của tình phụ tử dưới mưa bom bão loạn ác liệt. Giây phút bé Thu dặn ba luôn mang theo niềm tin hy vọng khao khát mãnh liệt được gặp lại ông sáu dù không hề biết chiến tranh tàn khốc đã cướp mất người cha thân yêu và lời dặn dò ấy cũng là một trong những điểm nhấn về nghệ thuật được tác giả trau chuốt để bộc lộ tình cảm thiêng liêng có ý kiến cho rằng vượt qua bi kịch của chiến tranh nguyễn quang sáng đã cất cao bài ca thiêng liêng về tình phụ tử Tiếp theo là phần liên hệ bản thân. Các em có thể liên hệ với việc trân trọng và giữ gìn tình cảm gia đình hoặc là giá trị của lời nói, vân vân. Mỗi người thông qua việc phân tích sẽ có riêng cho mình những cảm nhận, suy nghĩ, bài học khác nhau. Chính vì thế, đừng lo lắng ở phần này nhé. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong dạng đề ngày hôm nay. Hy vọng rằng bài học này sẽ khiến cho chúng mình có thêm nhiều kiến thức và tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới nhé còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn